Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật lại một dự án nhận 100 đồng top cần Wikibit miễn phí các bạn. Free. Hiện tại còn 6 ngày nữa các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì clip bằng link mô tả mình đăng ký tất cả các bạn. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản của mình nha các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản của mình thì nó hiện ra một cái giao diện này các bạn, nó có nói này các bạn. Hiện tại là do lượng giao dịch quá tải của ETH là giá của ETH quá cao dẫn tới phí gia tăng đó các bạn. Wikibit đã phát hành ví tiền Wii có ký hiệu là WKB các bạn. Độc quyền thông qua ứng dụng Wikibit có thể nhận trực tiếp WKB. Dự án này sẽ phát hành được thu mua trực tiếp từ ví các bạn. Thì các bạn có thể nhận được token WKB này từ Wikibit các bạn. Rồi. Thì có để bạn nào đăng ký rồi thì có 5 bước để cập nhật mà. Bước 1 thì đăng nhập hoặc đăng ký Wikibit. Bước 2 thì các bạn truy cập vào web nè để nhận WKB nè các bạn. Bước 3 thì điền thông tin nè các bạn. Bước 4 thì đã nhận thành công. Bước 5 thì rút tiền thôi. Ok. Thì các bạn nào đang làm dán mình thì link phần link mô tả các bạn đăng nhập vào. Các bạn tải về nhấp vô đây. Bạn nào xài hệ điều hành Android thì các bạn nhấp vào Sitlay các bạn tải về các bạn. Còn bạn nào hệ điều hành iOS thì các bạn nhấp vào Android tải bản APK nha các bạn. Rồi gì mình đã tải rồi các bạn. Sau khi các bạn tải về xong thì các bạn mở rồi các bạn lướt qua nha các bạn. Thì các bạn trên đây có cái mục là đăng nhập bằng mã xác nhận thì các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi trước kia thì các bạn đã đăng ký một cái số điện thoại của nó trên web, số điện thoại nào thì các bạn điền ý gian lại số điện thoại đó các bạn. 3299 31577 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một đăng ký nha các bạn. 0329 31577. Rồi các bạn nhận xác nhận được số điện thoại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nha các bạn. Sau khi bấm xác nhận sẽ có một cái mã SMS gửi cho các bạn điện, sẽ có số điện thoại điện về cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi câu xác nhận cùng là 7759 nha các bạn. Rồi bạn bấm xác nhận nha các bạn. Ok, hoàn thành thông tin lần đầu đăng nhập, hiển thị họ tên thì các bạn ghi họ và tên của mình Quỳnh. Các bạn họ gì thì ghi vào nha các bạn. Tên hiển thị với bạn tên ảnh. Rồi giới tính là ông bà các bạn chọn đại nha, nam chọn nam, nữ chọn nữ nha các bạn. Mật khẩu đăng nhập thì các bạn này, mật khẩu đăng nhập thì các bạn tự tạo một cái mật khẩu đăng nhập và một cái email để khôi phục nha các bạn. Chúng qua chừng. Rồi các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Ok. Rồi các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành được một bước đầu tiên các bạn. Bước thứ hai rồi bạn mới đáp lại các bạn. Ok. Gửi email của tất cả các bạn nha các bạn. Thì nó nói cái email chưa được xác thực các bạn. Các bạn nhấp vào email chưa được xác thực nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ mã xác thực nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào gỡ mã xác thực sẽ có mã để mất gỡ về địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Bước 2 nha tất cả các bạn, truy cập vào trang chủ Wikibit để nhận WKB. Truy cập vào trang chủ Wikibit để nhận WKB thì các bạn cũng mở cái app ra các bạn. Mình làm từng bước nha tất cả các bạn. Này bỏ đi cái mã xác thực này không cần luôn các bạn. Bấm vào trang chủ nữa nha các bạn. Trang chủ Wikibit ta. Coi bay binacy phan để mình tìm trang chủ Wikibit nha các bạn. Tin nhắn trang chủ. Rồi các bạn nhấp vào Wikibit nha các bạn. Phải không ta? Một chỗ nào? À cái mục là nhận Wikibit nha các bạn. Nhận WKB chứ. Rồi các bạn chờ nó tải mình download chút xíu nha các bạn. Xin chào, cảm ơn bạn đã theo chương trình phát hành Wikibi xác thực thông tin để nhận nghe Wikibi, không cần chuyển Wikibi hoặc khuyến khai xác thực thông tin để nhận nghe. Các bạn bấm vào xác thực thông tin nha các bạn. Các bạn cần thêm một bước xác thực thông tin nha các bạn.
Đây là cái địa chỉ. Ok, mình đã xác thực số điện thoại thành công nè bạn. Đây là địa chỉ ETH của bạn trước kia đã, các bạn đã đăng ký trên ấy thì nó tự động nó cập nhật luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục xác nhận thôi các bạn. Nhập tên điện thoại. Ok, mình đã nhận được 300 tập cần WKB nè, các bạn có thể bấm vào nhận ngay nha các bạn. Kiểm tra ví tiền. Ok, mình bấm các bạn nhận thành công nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào kiểm tra ví tiền nè các bạn. Rất là dễ luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào một rút tiền. Ồ, đổi là được 69.173 ngàn số lượng khởi dụng. Bấm vào rút tiền thôi các bạn. Ví tiền Wikibay. Bấm vào mục tất cả các bạn. Cứ khoảng được khoảng 3 USDT nha các bạn. 100 WKB bằng 1 USDT. Rồi mình bấm xác nhận luôn. Có thể nhận rút tiền WKB hay không? Các bạn bấm xác nhận thôi các bạn. Vui lòng cài đặt ứng dụng ví tiền WKB. Ui là tờ. Ví tiền WKB. Ok, như vậy mình đã, đây là ví tiền của tôi nè các bạn. Còn mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền số dư về nhận đồng 100 đồng Q có cái hiệu là QKB các bạn. Còn cái việc rút tiền này thì nó mất mình tải về một cái ví tiền là WKBay nữa các bạn. Thì một cái phần rút tiền này mình sẽ cập nhật sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.